Tiệm sách Cho Phát xin giới thiệu tới tất cả bà con chú cô bác mình một cái mẫu xe nâng mini sử dụng trong công việc là mình nâng hạ hàng và vật tư. Thì chiếc xe này là dòng xe mini 2 tầng. Xe này thì nó có hai dạng. Thì một loại là tiệm thiết kế chiều cao 1m và nâng được 1m4. Và loại thứ hai là chiều cao 1m2 và nâng được 1m7. Thì hai xe này nó có hai kích thước khác nhau. Tuy nhiên thì cái dòng xe này nó giống nhau. Đó, thì bữa nay thì tiệm sẽ giới thiệu tới cho cô chú quý anh chị mình theo dõi nha. Thì đây là tháng 6 thì tiệm ra mẫu mới để giới thiệu tới quý cô chú cùng các anh chị mình, để tìm cô chú quý anh chị mình theo dõi cái mẫu mới của tiệm sắt Gia Phát làm nha. Thì hình thức bên dưới thì cũng không có gì thay đổi với những năm qua. Tuy nhiên thì nó sẽ có thêm một số chi tiết nhỏ, giống như là cái tấm lưới phía sau này và cái sàn tôn gân đó. Thì bây giờ tiệm sẽ thao tác là mình sẽ đo kích thước của từng chiếc xe, và cái thao tác là mình lắp đặt cái sàn và sạc pin cho xe. Rồi, bây giờ mình sẽ thao tác đầu tiên là mình sẽ tháo một cái sàn để hướng dẫn cho mọi người mình sử dụng nha. Đó, mình sẽ tháo cái sàn ra. Sàn thì sẽ tháo được ha. Rồi, cái càn mình cũng tháo được luôn. Đó, càn mình sẽ tháo ra được hai bên. Rồi. Đó, mình sẽ tháo ra từng chi tiết như thế. Đây là phía trước của cái chiếc xe. Rồi, ok, lắp lại đi. Video thì tiệm sắt Gia Phát sẽ quay đầy đủ để cho cô chú mình cùng theo dõi, để cho biết hơn nhiều về cái chiếc xe. Thì sạc thì mình sẽ sạc phía sau đây. Theo xe thì mình sẽ có một bộ sạc dành cho xe. Cái sạc thì cô chú mình kẹp vô ngay chỗ cái cọc á, màu đỏ thì kẹp theo cọc màu đỏ, còn màu đen thì mình sẽ kẹp cái sợi dây màu đen. Đó. Thì khi đó thì đồng hồ nó sẽ báo sạc và mình sẽ cắm điện trực tiếp 220 nó sẽ sạc cho mình nha. Rồi khi nào nó đầy thì nó sẽ tự động nó ngắt, mình không cần phải canh. Thời gian sạc thì trung bình từ 6 tới 10 tiếng. Rồi, bây giờ mình sẽ đo kích thước xe cho cô chú mình xem nha. Hai chiếc xe này nó chiều cao như nhau. Kích thước như nhau. Tuy nhiên thì cái chiều cao nó sẽ thay đổi. Cái này là bề ngang nó là 40. Và càng dài ra là 60. Ở chiều cao của xe này á là chiều cao xe là 1m28. Và ở chiều cao xe này là 1m08. Một con bên kia là 1m08 và con bên này là 1m28. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng cái chiều cao lên của xe để cho cô chú mình theo dõi ha. Ở cái tốc độ đầu tiên xe này sẽ nâng hơi chậm, tuy nhiên thì nó bù lại là nó sẽ nâng được một cái lực rất là khỏe, một cái lực nâng có thể đạt tới 400 kg. Và ở cái mức thứ hai thì nó sẽ lên nhanh hơn một chút. Ở cái mức thứ hai này thì nó có thể nâng tối đa là 300 kg. Ở con xe này thì nó có chiều cao như sau, mình sẽ đo từ đất lên nha. Chiều cao nó nâng được là 1m8. Ở cái con xe thứ nhất này chiều cao nó nâng được là 1m80. Xe cao 1m28 và nó nâng được 1m80.
thông số mình báo cho bà con và quý cô bác mình là 1m7 thì là mình đã có chịu hao rồi, nên là cô bác yên tâm về cái chiều cao của xe nha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái chiếc thứ hai. Mình sẽ đo cái chiếc thứ hai để cho bà con cô bác mình kiểm tra kích thước của xe ha. Thì xe nâng của mình á, là nó sẽ có hai bánh trước và hai bánh đằng sau là quay lái. Xe mình có thể di chuyển nha. Xe mình di chuyển. Mình đẩy được tất cả cái nền kho bằng phẳng đồ á. Rồi, ở cái chiều cao của xe 1m08 này thì chiều cao nâng được của nó là 1m4. Chiều cao nâng được của xe là 1m4. Xe cao 1m08 và chiều cao nâng được là 1m4. Rồi, đây là một dòng xe nâng mini 2 tầng biên bản mới nhất của tiệm sắt Gia Phát. Rồi, xin cảm ơn tất cả bà con và cô bác mình dành chút ít thời gian theo dõi video. Không quên gửi lời cảm ơn tới những cô chú và anh chị trước đó đã từng mua xe của bên tiệm sắt Gia Phát, đã những sử dụng qua một số dòng xe của tiệm sắt Gia Phát ở những cái biên bản đầu tiên, thì mong là tất cả các anh chị và quý cô bác mình thông cảm, vì là chiếc xe mình sẽ có một thời gian nó đã trải qua rồi, cho nên dần về sau thì tiệm sử dụng cái biên bản cải tiến thì nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó sẽ bài bản hơn. Thì cái này là mong quý bà con cô bác mình thông cảm. Những cái biên bản trước đó đã ủng hộ cho tiệm sắt Gia Phát để tiệm có động lực và nghiên cứu sâu hơn về cái chiếc xe này, có thời gian mình sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn tất cả khách hàng đã tin tưởng và sử dụng của sản phẩm của tiệm sắt Gia Phát. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha.